cả nhà Em ý hân hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh youtube của Hoa Lan như ý nha Thì hôm nay em ý sẽ mang lại cho cả nhà một cái video bao gồm những cái mặt bông hàng đài à, Trong đó thì ở cuối video em sẽ trộn thêm một số cái cây mặt bông đẹp cho cả nhà mình cùng tham khảo nha Mở đầu video ngày hôm nay sẽ là một cái siêu phẩm của hàng đài Đây phải gọi là siêu siêu phẩm luôn anh chị nào mà yêu thích cái siêu phẩm này em mời cả nhà alo trực tiếp cho em với số điện thoại 0989 214 119 cả nhà lưu ý giùm em cây này số lượng rất là ít luôn cả nhà tại vì đây là một cái chậu tác phẩm của em em sẽ ra hướng ra để em chia sẻ cho cả nhà và đặc biệt cái cây này như nếu như mà ai đã theo dõi kênh youtube của em ý trong hai và ba hai ba năm vừa qua thì chắc cũng rằng cả nhà đã biết cái cây này sẽ chưa bao giờ xuất hiện trên cái kênh youtube của em bởi vì thực sự mà nói nó rất là ít hàng và cực kỳ hiếm hàng luôn rất chi là ít và rất kỳ cực kỳ là hiếm hàng luôn cả nhà và đây là một cái chậu tác phẩm của em nói chung là cực kỳ công phu lắm rồi nhưng mà hôm nay em hứa em sẽ tách ra để chia sẻ cho cả nhà, tại vì để cho cái kênh youtube góp phần cho cái kênh youtube của em nó thêm sinh động đa dạng hơn thì em quyết định hôm nay em sẽ nói em sẽ sẽ nói nha cả nhà, mà cả nhà mình cùng tham khảo nha. đây, thiệt vừa rồi nó mới nở hoa nha cả nhà nhưng do là quá bận không thể nào mà mà đây là một cái cây mà thật sự mà nói là nó quá xuất sắc và nó quá tuyệt vời luôn cả nhà, phải nói là nó rất là tuyệt vời luôn đây là một cái chậu tác phẩm rất là bự Thì đây là cây gì cả nhà đó Cây này là một cái chậu rất là to Cái này nếu như mà ai muốn chơi nguyên chậu Thì cả nhà có thể inbox cho em Nhưng mà thôi em sẽ sẽ hướng và em giữ lại phần 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 đuôi của nó nha cả nhà Đây là một cái cây đài Và cây này nó cũng sẽ có ba mắt Thì cái cây này Em không biết miêu tả cái cây này sao nữa cả nhà ơi Thật sự mà nói luôn Không biết miêu tả làm sao luôn này cả nhà đây là một cái cây mà nó sẽ có ba mắt rất là bự luôn Ôi trời ơi Ôi nó quá khủng khiếp cả nhà ơi Em cho cả nhà xem nè Cái mầm của nó mà cái mắt của nó nó lên một cách kinh khủng cái mắt không Đúng là hàng đài có khác cả nhà ha Và thậm chí cái mắt trong của nó nè cả nhà Cái mắt trong nó u lên như thế này Cái này ai mà chơi chậm tác phẩm thì quá ok luôn Nhưng mà thôi em chia hướng Cây này thì chiều cao của nó sẽ tầm 40 tới 50 Đó là chưa đẹp nè cả nhà bông này là bông nở em chụp chưa có đạt á à, lộn bông này là bông 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 nó nở ra nhưng mà mình 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 không có thời gian mình úp bẻ luôn cho cả nhà mình cùng tham khảo nha em bẻ trực tiếp cả nhà cũng thấy đây là một cái cây cái bông này thì nó chỉ tầm 18 tám xăng thôi cây này là trồng chưa có đạt nha cả nhà mặt bông này là 18 tám xăng và em bật mí với cả nhà đây là một siêu phẩm của đài Lâu lắm rồi chưa bao giờ em trình làng cái cây này và hôm nay em sẽ trình làng cho cả nhà mình cùng tham khảo Thì cái cây này đặc biệt là cái cánh nó sẽ lem lem hồng như thế này và nó sẽ phớt hồng như thế này cả nhà thấy không Chắc là em đứng bị ngược chiều nắng rồi không biết cả nhà có thấy nó bị chá chá cái màu hồng không cả nhà Rất là to và đặc biệt cây này do là nó mang cái mát của cây xưa cho nên cái lưỡi nó khá là to và khá là bự luôn nha cả nhà Và lưỡi nó sẽ có cái gu là ống ống như thế này nè Rồi gắn cái bông lên đây nha cả nhà Gắn cái bông lên này Đó gắn lên đây cho cả nhà mình cũng tham khảo em có một chậu như thế này cây này đây là cái đốt cả nhà biết cây nhiệt đây là mặt bông của nó cái này là cây beauty girl cova em sẽ chia sẻ cho cả nhà với giá là 400 trăm một hướng anh chị nào nhanh tay sẽ được và chậm tay hẹn gặp lại cả nhà cây này chắc phải năm năm qua năm sau năm sau và năm sau nữa em mới có chia sẻ là tại vì nếu như em giữ lại được cái phần đuôi thì em chia sẻ cho cả nhà em chia sẻ hướng hai lá đầu như thế này trời ơi nó bự quá cả nhà ơi cái thân của nó nè ai mà lấy chậu tác phẩm thì gì mà... à cả nhà mà chơi chậu tác phẩm cả nhà chịu khó lột mấy cái vỏ lụa này nè cả nhà cho cây nó đẹp á đó. đó. em lột hết nhưng mà mấy những cái thân tơ này em lột không kịp thân của nó là cả nhà thấy không siêu phẩm cả nhà ơi trời ơi nó to mắt của nó nè mắt thậm chí nó mọc ra trong cái kẹt luôn nè cả nhà thấy không trong cái kẹt cũng không làm khó được nó luôn nha cả nhà em chia một hướng beauty gokova mặt bông như hình nha cả nhà cây này là một cái cây màu trắng để em lấy điện thoại miêu tả cho cả nhà mình cùng tham khảo đây là một cái cây màu trắng lưỡi tím hồng vàng chanh và đặc biệt hai bên cánh nó sẽ phớt phớt hồng như thế này nè cả nhà hai bên cánh nó sẽ có những cái đường phớt hồng như thế này đó cả nhà thấy không rất là đẹp và cây này cực kỳ hiếm luôn em chia sẻ hướng hai lá là 400 trăm ngàn cả nhà yêu thích em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha số lượng có hạn nha cả nhà cái cây này em chỉ cắt được một hướng hai hướng ba hướng hai ba hướng thôi cả nhà ơi hướng hai lá là 400 trăm ngàn còn anh chị nào thích chơi chịu tác trợ tác phẩm thì có thể inbox qua cho em nguyên một chậu này nó sẽ tầm một triệu mấy tới Thôi em bán hướng rồi cả nhà ơi Bán chậu tác phẩm là mất gốc Em không bán chậu tác phẩm nha cả nhà ơi Em bán hướng hai lá là 400 ngàn Mời cả nhà mình cùng lên đơn Siêu to khổng lồ cả nhà ơi Nó rất là to và nó sẽ rất là bự luôn Em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha Số lượng ít nha cả nhà ơi Những cái cây như thế này cho dù bán không được Em cũng không có tiếc đâu Cây này nếu như mà Nhà em trồng không đạt là bông nó sẽ tầm 18 xăng Còn nếu như mà trồng đạt nữa bông nó sẽ hơn 20 xăng luôn cả nhà trồng đạt mình trồng đạt bông nó sẽ tầm hơn 20 mươi xăng và bông của nó này cả nhà đây nhưng mà nó tàn rồi cả nhà cái này thì nó 18 tám xăng thôi một cái bông như thế này nó chỉ tầm 16 sáu tới mười tám xăng thôi đó em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha tiếp theo em có một cái cây này nữa cho cả nhà mình cùng sưu tầm đây là em còn một cây 165 sáu 165 thì đây là mặt bông của 165 165 là một cái cây khá có tên tuổi của thằng Đài Đài nó làm rất là thành công về cái mã này Thì em chỉ còn duy nhất một chậu Chậu này em chia sẻ với cả nhà là 350 ngàn một chậu Em chỉ còn duy nhất một chậu Đây là một cái mặt bông màu vàng lưỡi đỏ Và cả nhà có thể quan sát được cái lưỡi của nó Chỉ có đài Chỉ có thằng đài mới làm được một cái mặt bông mà cái gu lưỡi của nó sẽ là một cái màu đỏ đậm như thế này đây có một thân tơ này có khả năng mình ngắm bông luôn nha cả nhà em chia sẻ cho cả nhà là 350.000 năm một cây 165 là một cái cây của đài màu vàng đậm đà cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn cái gu gam màu này là một cái gam màu rất là đậm vàng cộng với đỏ cộng với những cái cánh nó sẽ có những cái vệt cực kỳ đẹp nha cả nhà nói chung là đài theo em thì nói chung đài hay thái gì nó cũng đẹp nhưng mà ui dạ em treo sau đây cho cả nhà cũng nhưng mà sau đây cho cả nhà ngắm Ôi nó bự quá nó bị nghiêng rồi cả nhà Bự quá nó bị nghiêng Đó Cả nhà yêu thích cái chậu này em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha 165 350 ngàn Tiếp theo em sẽ có một cái hướng Ma cao gót Thì đây là một cái cây của đài xưa Và cây này nó cũng sẽ có ba mắt luôn cả nhà Cây này nó sẽ có ba mắt Thường thường những cái đây Nói chung là em mà bán cây nào mắt bự là em hay khoe với cả nhà lắm Cả nhà biết tính em mà đây cái thân này nó đã ra một măng rồi nhưng mà nó vẫn còn hai mầm rồi cả nhà, một mầm. Một mầm và hai mầm. Ma cao ma cao sang gót này em chia sẻ với cả nhà là một hướng như thế này là 600 000 Đây là mặt công ma cao sang gót. Đây là một cái cây màu vàng đậm mà dòng rất rất chi là xưa rồi. Ở cái đầu lưỡi của nó sẽ có một cái bệt vàng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nói chung cây nào hôm nay em lên video toàn là những cây đài xưa thôi. Anh chị nào mà gu hàng đài thì em mời cả nhà mình cùng bơi vào xem hàng đài Và đặc biệt trong nay mai em sẽ lệ về một cái lô hàng đài mặt bông màu cam rất là đẹp luôn Mà cái thằng đó em bật mí cho cả nhà luôn Cái thằng đó là cả nhà chơi thân lá là cả nhà có thể kéo thước đo luôn Lá nó to còn hơn lá mít và cực kỳ dày đó cả nhà yêu thích thì cả nhà cứ đăng ký kênh youtube của em Ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ lên clip để cho cả nhà mình cùng tham khảo Tại vì hàng số lượng rất là ít cả nhà Cái đó là em thanh lý được của một vùng kia Thì về em sẽ chia sẻ cho cả nhà À, trên thị trường thì cái cây đó em thấy người ta bán hai trăm mấy một hướng ba trăm ba trăm một hướng á nhưng mà cái này em thanh lý nguyên chậu thì tầm hai trăm mấy tới ba trăm cho cả nhà chơi thôi cái đó về mà cả nhà chịu khó dưỡng cái đó em thấy người ta bán chậu tác phẩm là tầm hai triệu mấy ba triệu mấy còn có những anh chị ở ngoài phú ở ngoài đâu bán à người ta cứ kéo xăng người ta đo lá cả nhà nói chung là tùy thôi cả nhà nói chung là cây của mình 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 trồng được thì mình muốn bán người ta bán nhiêu thì em không cần biết nhưng mà em lấy được rẻ thì về em sẽ chia sẻ rẻ cho cả nhà nhưng cả nhà nhớ đăng ký kênh youtube cho em nha đây cái này ma cao sang gót này em chia sẻ cho cả nhà là 600 trăm ngàn hướng ba lá như thế này dính một nhát cắt cái cây này là một cái cây mà thậm chí những cái cùi những cái cùi luôn á cả nhà mà nó còn mắc như thế này là cả nhà biết nó khỏe cỡ nào sáu trăm ngàn cây vàng này cả nhà phải chơi cho em ai cả nhà không chơi cây vàng nào cũng được nhưng cả nhà phải chơi cái cây vàng này cho em đừng bỏ qua cây này rất là tiếc nha cả nhà và trên trên thị trường cây này thuộc dạng là cái cây cũng rất là hiếm luôn á cả nhà ma cao tiếp theo em có một cái cây thiên nga đen cho cả nhà mình cùng sưu tầm thiên nga đen này cả nhà thấy không đây là một cái dòng rất là khỏe và rất là mạnh và đặc biệt em lưu ý cho cả nhà mình cùng tham khảo thiên nga nhà em bán là thiên nga f 1 nha cả nhà từ 4, một năm ba cái lô này em nhập về đâu ba bốn năm trước rồi mà em vẫn còn bây giờ nhưng mà không nói đi với cả nhà hiện tại ở kia là em chỉ còn hai bốn sáu trên dưới một chục chậu chứ không có nhiều tại vì lúc trước em livestream trực tiếp trên youtube em bán được rất là nhiều luôn thì bây giờ cái này là cả nếu như mà cả nhà có thể tham khảo cả nhà tham khảo mặt bông ở đây mặt bông này là mặt bông nữa tại vườn nhà em nó đen thùi lôi luôn nó đen xì lì không phải cái gì đen cũng xấu nha cả nhà đặc biệt cái cây thiên nga thì đây là một cái cây thiên nga đen đây là một cái cây đột biến nó mới có màu đen còn nói về bông hay gì là chưa có cây gì màu đen hết cả nhà nói về cách lê da thì chưa có màu đen mà nếu như mà nó có được cái màu đen thì em không biết là hình dung là cái giá của nó sẽ ngất ngưỡng như thế nào nhưng thiên nga đen này em chia sẻ cho cả nhà là 250.000 một chậu ở trên facebook người ta bán 300 400 500 nhưng mà em bán 250.000 một cây như thế này về nếu như mà mình muốn tận dụng mình có thể tách từng củ từng củ ra cho em nha cả nhà. Đây là mặt bông thiên nga đen nở tại vườn nhà em. Nói chung là đen thuần chủng, đen xì lì luôn. Cây gì chứ cây thiên nga đen nhà em cả nhà cứ yên tâm mua đen về là nở đen nha cả nhà. Rất là đẹp và rất là tốt luôn. Nói chung là những cái cây này là cái gen của nó là gen trội rất là khỏe luôn cả nhà. Cho nên rất là tốt. Cái chậu này em trồng 2 3 năm rồi. Chưa thay giá thể luôn mà cây nó còn tốt được cỡ này nữa cả nhà rất là tốt luôn cả nhà yêu thích em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha a à, tiếp theo em còn một hai cái cây này cho cả nhà mình cùng thêm tham khảo đây là cái cây song keo gold sông keo gold là một cái cây màu vàng chanh lưỡi nó sẽ có một cái bệt màu hồng rất là đẹp luôn cây này bông cực kỳ to và đặc biệt cây này nó sẽ thơm mùi chanh xả nó sẽ thơm một cái mùi chanh xả và nhưng nó sẽ lùng lùng như thế này nè cả nhà em chia sẻ cho cả nhà một cái cây song keo gold như thế này là 160 000 sáu một cây cây em trồng thuần tại vườn lá rất là đẹp nếu mà cả nhà kỹ tính á, ai mà kỹ tính á, thích chơi gu lá đẹp thì mình nên chơi những cái cây này. Thân lá rất là đẹp luôn cả nhà, nếu như mà mình chịu chăm nữa thì nó quá ok. Anh chị nào yêu thích cái cây sông kheo này mời cả nhà mình cùng lên đơn 160.000 một cây sông kheo Tại vì thường thường cái này em bán là 200 mấy á, Nhưng mà tại vì em còn có một tới hai cây Em sẽ sale cho cả nhà là 160 Em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha Rồi em sẽ làm video ngắn gọn tới đây thôi cả nhà Thật chất là mấy bữa nay em cũng bị cảm khá là mệt cho nên em up video bị trễ cả nhà. Với lại em up không có nhiều. Có gì mà em làm video thiếu sót gì thì em mời em cả nhà thông cảm cho em nha. Và cả nhà nhớ đăng ký cái kênh YouTube cho em nha. Ngày mai em sẽ lên một cái siêu phẩm trình làng là một cái cây hàng đài về rất là đẹp và bông to màu cam. Đặc biệt cái lá của nó là bằng cái bàn tay của em luôn cả nhà. Cái lá của nó là bằng cái bàn tay của em. Bằng cái bàn tay của em luôn. Anh cho cả nhà xem cái cây này. Cây này là cây Mister Zen nè cả nhà. Mr. Gen là lá rất là to Nhưng cái cây đó nó còn to hơn Mr. Gen nữa đó Rồi mời cả nhà cùng đăng ký kênh youtube của em ý nha Và có thể tham khảo những cái mặt bông mà mình yêu, yêu thích à, Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau Chào tạm biệt cả nhà nha Xong á lộn cây này là cây Beauty Girl Cova nè cả nhà Tàn bông rồi Bông trên cây mình không sợ gì hết nha cả nhà Chào tạm biệt cả nhà nha